quả trận đấu là đội Ngọc Trâm Thừa Thiên Huế. Cháu nguy hiểm. Cho Hồng Linh ăn điểm, cho Hồng Linh ăn điểm. Thank you.
Mời hai cầu thủ lên bàn thủ thứ hai. Cái gì? Hiệp hai. Hết thời gian thi đấu. Với điểm số 6-2, vận động viên trang phục đỏ.